Hôm nay mẹ em đang đứng quét cửa trước nhà thì có một cái chị ngư dân đi ngang qua mời mua tôm. Thì mẹ em mua xong rồi em chỉ cho mẹ em phóng sanh luôn. Dạ. Thì những con này gọi là tôm chì. Nó thì tới số chết rồi. Tôm này nó lớn rồi. Dạ. Nó tới cái size này của nó là nó lớn hết cỡ và nó tới số nó chết. Nên mình có thả nó sống thêm được thời gian nữa. Thì kinh nghiệm mình đi phóng sanh mình biết vậy thôi. Còn phóng mình cứu được mấy con này thì nó sống thêm thời gian, nó làm vai trò của nó thì nó cũng được. Dạ. Rồi cái cá ti ti là đi phụ phóng sanh. Hôm nay có bé bông nữa ha. Phóng sanh này là hồi hướng sức khỏe cho ba mẹ và em của em. Dạ. Lát nữa em mới phóng sanh tiếp cho những người bên ngoài, những anh chị Bồ Tát nhờ phóng sanh giải cứu động vật trong tự nhiên. Go.